Thưa quý vị và bà con, sự minh bạch đối với sản phẩm hàng hóa có mã truy xuất nguồn gốc là chìa khóa tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm. Vì vậy, ngay sau quyết định số 100 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 3360 về thực hiện đề án triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dán tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án, bên cạnh những kết quả đạt được, việc gắn tem truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do người tiêu dùng thờ ơ, nông dân và doanh nghiệp chưa mấy mặn mà. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể truy xuất những thông tin trên mã QR của các mặt hàng nông sản như tên sản phẩm, giá cả, tên doanh nghiệp sản xuất hay nguồn gốc nguyên liệu tạo ra sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác. Thế nhưng trong thực tế, thì việc sử dụng điện thoại thông minh để truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp nói riêng và các sản phẩm tiêu dùng nói chung không được nhiều người mua hàng quan tâm, thậm chí là khá thờ ơ. Nguyên nhân là do rất nhiều người sử dụng điện thoại nhưng lại không kết nối mạng Internet, hoặc có kết nối mạng nhưng lại không biết cách truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Vì thế, nhiều người tiêu dùng chọn mua theo thói quen là kiểm tra bằng mắt, kinh nghiệm và đặt niềm tin vào sản phẩm mà mình lựa chọn. Khi cô lựa những cái thực phẩm là giống như nó có nhãn mác này, điển hình như rau này nó có để này, đây là Đà Lạt nè, đó như vậy là rau là nó cung cấp là rau sạch. Thì cô ăn để bảo đảm an toàn gia đình cô thì đã thường xuyên là như vậy. Cho nên cô vẫn tới cửa hàng này là để mua và tất cả những cái gì mà trong gia đình mà cần thì cô đều mua ở đây. Cô cứ tin tưởng vậy là cô tới cô dùng thôi. Chị thích chọn những nông sản nó có nhãn mác cái này, nông sản của Đà Lạt thế là những cái gì có tem mác thì chị dùng. Chị sản phẩm nó có nguồn gốc cái này, xuất xứ cái này. Đấy. Thì chị dùng thế thôi, chứ bây giờ mình ở ngoài thị trường nó cũng nhiều cái trôi nổi thôi, mình cứ vào mình mua trong đây cho nó yên tâm. Có nguồn gốc xuất xứ ở đây này, những cái cửa hàng như này. Nói chung là mình mua ở đâu tin tưởng thì mình mua thôi. Mật ong vú là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Xuyên Mộc mà ít địa phương nào có được. Giá bán cao từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng một lít. Sản lượng thu hoạch hàng năm không đủ cung cấp nhu cầu thị trường. Khách hàng đặt mua phải chờ ít nhất 2 đến 4 tuần mới có sản phẩm. Sản phẩm mang lại giá trị cao, nhu cầu tiêu thụ lớn, nhưng mật ong vú Xuyên Mộc lại chưa có mẫu mã riêng, người nuôi chưa đăng ký tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Lý do được các nông dân giải thích là do thủ tục để được dán tem QR code khá nhiều, người nông dân chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ số về truy xuất nguồn gốc nông sản, quy mô sản xuất chưa bài bản, chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình ghi chép nhật ký. Và hiện sản phẩm có lượng khách hàng rất tốt, nên việc dán tem cũng chưa cần thiết. Trong thời gian tới, thì tôi mong sự giúp đỡ, có nghĩa là về vốn của các ban ngành. Với lại thứ hai là các ban ngành họ đưa mình, ví dụ như họ giới thiệu mình với các cái doanh nghiệp, với các cái công ty rồi chẳng hạn, để mình có thể kết hợp để tạo ra được cái giá trị cao hơn cho con vú này. Công ty 4 Cà Phàm là một trong những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi đầu trong việc ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho sản phẩm rau sạch. Tuy nhiên, theo chia sẻ của anh Cao Nhật Anh Tú, giám đốc công ty, thì chi phí in ấn và dán tem cũng chiếm một phần kinh phí không hề nhỏ. Điều này là một rào cản cho những doanh nghiệp nhỏ hay người nông dân khi quyết định dán tem minh bạch nguồn gốc xuất xứ nông sản của mình. Mình có các cái chính sách liên quan đến triển khai công nghệ này, nó cũng khá tốn kém về mặt chi phí cũng như là về con người. Cần phải có những con người có đủ chuyên môn để vận hành hệ thống online lẫn cái hệ thống offline là tem cũng như là bao bì nhãn mác. Cho nên là đâu đó nó sẽ tốn một cái nguồn lực nhất định cho các doanh nghiệp. Thế thì nếu doanh nghiệp thực sự muốn công khai và minh bạch cái sản phẩm này thì sẽ có những cái chính sách để theo đuổi cái tem truy xuất này. Còn nếu như mà những cái sản phẩm này không mang lại nhiều cái giá trị cho cái sản phẩm đầu ra của người đó thì chắc là họ sẽ không theo đuổi lâu dài. Nông sản, thực phẩm gắn tem truy xuất sẽ minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR code được giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.
Đây là hướng phát triển tất yếu trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, theo Chi cục Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh, việc dán tem truy xuất trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng loạt vấn đề khó khăn như chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa có cổng thông tin điện tử quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản trên địa bàn tỉnh đa số là quy mô nhỏ lẻ, phân tán, sản xuất thiếu sự liên kết. Số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất theo quy mô khép kín rất ít, dẫn đến việc liên kết tạo thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn rất khó. Việc ghi nhật ký sản xuất cũng khiến các cơ sở sản xuất gặp khó, bởi mọi số liệu đều ghi lại bằng tay, sau đó nhập thủ công lên máy tính. Nhiều cơ sở thực hiện còn mang tính đối phó. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất còn áp dụng công nghệ thông tin thấp, ngại tốn kém chi phí khi gắn mã vạch cho sản phẩm, không muốn sản phẩm bị kiểm soát. Đây là những rào cản lớn khiến người sản xuất vẫn chưa mặn mà với việc đăng ký truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2019. Nhưng tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh mới chỉ có 28 cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia chuỗi truy xuất nguồn gốc. Điều này cũng gây khó khăn không ít cho công tác quản lý an toàn thực phẩm ở lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị và bà con, với các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các loại thực phẩm, nông sản, điều bắt buộc hàng đầu là phải dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nếu như sản phẩm nông sản của doanh nghiệp Việt Nam không có mã QR truy xuất thì coi như không thể xuất khẩu ra nước ngoài, đặc biệt là các thị trường khó tính như là châu Âu, Nhật Bản, Úc. Chính vì vậy, để nông dân Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và nông sản Việt Nam có thể vươn xa hơn ở các thị trường trong và ngoài nước, thì việc dán tem truy xuất nguồn gốc dù khó vẫn phải làm. Thưa quý vị và bà con, với chủng loại nông sản phong phú, trong đó có nhiều loại nông sản đặc biệt thơm ngon, song số lượng nông sản ở Bà Rịa Vũng Tàu được đăng ký, dán tem, truy xuất nguồn gốc còn khá hạn chế. Nhằm giúp quý vị và bà con có thêm những thông tin về lợi ích của việc dán tem, truy xuất nguồn gốc, chúng tôi đã liên lạc với ông Trịnh Đức Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được chào ông Trịnh Đức Toàn ạ. Thưa ông, các sản phẩm nông lâm sản thủy sản để được dán tem truy xuất nguồn gốc thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì ạ? Cái điều kiện để mà cơ sở nông lâm thủy sản tham gia dán tem truy xuất nguồn gốc hiện nay thì chúng tôi cũng đang chọn những cái cơ sở là thứ nhất là có cái giấy đăng ký kinh doanh, vấn đề thứ hai là cơ sở có cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, và vấn đề thứ ba nữa là cái sản phẩm của cơ sở đã được công bố chất lượng hàng hóa. Thì ngoài ra thì cơ sở cũng tự nguyện tham gia và cơ sở phải có cái nhân viên để mà ghi chép các cái thông tin để mà truy xuất nguồn gốc một bước trước một bước sau. Đấy. Hiện tại thì số lượng các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đăng ký tem truy xuất nguồn gốc còn khá hạn chế. Qua theo dõi thực tế thì ông thấy là lý do nào mà người dân doanh nghiệp chưa mặn mà với việc dán tem truy xuất cho nông sản của mình ạ? Cái đặc thù của cái nền nông nghiệp của chúng ta thì nó cái cơ sở nó nhỏ lẻ nó nhiều. Cho nên là cái số lượng cơ sở mà tham gia cái dán tem truy xuất nguồn gốc cũng còn ít. Tại vì khi mà tham gia thì cơ sở phải thứ nhất phải có cái nhân viên để mà ghi chép cái số liệu để mà tham gia cái truy xuất nguồn gốc. Thứ hai nữa là cơ sở cũng hàng năm cũng tốn cái một số cái chi phí để mà duy trì cái phần mềm truy xuất nguồn gốc. Cho nên là cái hiện nay thì cái số lượng cơ sở cũng tham gia cũng chưa được nhiều. Thưa ông, để tháo gỡ những khó khăn này cho người dân, doanh nghiệp thì các ngành chức năng đã và đang có những chính sách nào ạ? Hàng năm chúng tôi cũng có xây dựng cái kế hoạch trong cái kinh phí để mà hỗ trợ các cái cơ sở tham gia cái chương trình tem truy xuất nguồn gốc dán nhãn QR. Thì khi mà cơ sở mà tham gia thì chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là về cái người tiêu dùng chúng ta thì chúng ta cũng mua được cái sản phẩm rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm. Cái vấn đề thứ hai là đối với nhà quản lý chúng tôi thì cũng tạo cái điều kiện dễ dàng truy xuất nguồn gốc trong cái công tác quản lý. Khi mà sản phẩm nó không đảm bảo an toàn thực phẩm, chúng tôi phải triệu hồi và thu hồi sản phẩm. Vấn đề thứ ba là đối với những cái sản phẩm mà có tem truy xuất nguồn gốc thì doanh nghiệp sẽ bán được giá cao hơn và người tiêu dùng cũng sẵn sàng trả cái số tiền cao hơn để mà mua được những cái sản phẩm mà có tem truy xuất nguồn gốc, nó tạo ra sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi cũng tỉnh cũng đã có cái
nghị quyết số 21 về chính sách liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi cũng đang chọn các cái cơ sở để mà tham gia cái chương trình này để mà hỗ trợ cơ sở trong cái vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm. Khi mà hỗ trợ được những cái cơ sở này thì số lượng cơ sở tham gia cái tem truy xuất nguồn gốc nhãn mã QR nó sẽ tăng lên. Vấn đề thứ ba là hiện nay thì trên địa bàn tỉnh, chúng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đang phát triển cái chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi cũng hình thành các cái khu nông nghiệp công nghệ cao, từ đó thì sẽ có những cái doanh nghiệp họ sản xuất với cái nông nghiệp với cái sản lượng diện tích và quy mô lớn và tạo ra các cái chuỗi liên kết. Thì khi đó thì các cái doanh nghiệp cũng sẽ tham gia vào cái chuỗi và tham gia vào cái vấn đề tem truy xuất nguồn gốc và sản phẩm có dán nhãn QR để truy xuất nó sẽ tăng lên. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ ông Trịnh Đức Toàn. Thưa quý vị và bà con, truy xuất nguồn gốc giúp nông sản có thêm nhiều cơ hội cạnh tranh hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp nông thôn. Với những lợi ích đó cho thấy, việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc lên các sản phẩm nông sản rất cần được triển khai với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp quản lý ngành cũng như sự chung tay của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản. Và đến đây, chuyên mục Tam Nông 4.0 do Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xin được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!